Cái kiến minh dân thủy lục pháp đàn đẹp trời đất âm dương ba sáu vận tuần hoàn kiến cô xét xem thanh hiền là đấng tôn nghiêm vào ra chớ có coi xem làm thường. Nam trang này ngày nay mới mở trên có lời pháp sự khuyên can dù ai đợi chốn đàn tràng ẩn trong Phật thánh hòa và nguy nga. Nếu ngược lại coi xem thì mang lại ra điều kinh mà tôn đang luật trời tội ấy phải mang ăn năn chẳng kịp rõ ràng không sai. Đà Lạt tham gia đôi cài chứng minh công đức những lời tấu tâm vật trời năm trăm lần nạ. Tháng ca ba ngày tốt giờ lành pháp sở ưng cung đàn ngày thần xa môn cân á bạch nào. Khai kiến minh dương thị lục trai đàn đạo Phật thánh được mây che phù mờ phép màu cứu độ dẫn ta trong lên Phật ngự trên tòa độ nhân vô lượng gần xa nương nhờ. Đàn chàng này ngày nay mới mờ phép trai đàn đọc bản hai bên các ngôi ngồi ngự tòa xem bốn cõi cùng bên ba đường. Bốn quân trời phó cho thiên tướng hộ đàn này sau trước như ý kim cương nam tướng hộ chỉ thanh văn bồ tát gia trì trang nghiêm. Trên kêu thiên nương bay chính về ngôi tòa vàng hoa thế bình trăm Phật trời tăng phúc vì lâm bao nhiêu ma quỷ tiềm xâm cõi ngoài. Nay đồng đọc chúng con đông tay phúc lành đưa đến trong ngoài phúc thêm hai ngôi hiếu bàn chứng tình những lời tha thiết đấu trình kính cơ. Phật trời à, năm nhâm dần tháng ba ngày tốt giờ lành pháp sở ưng cung đàn này thần xá môn cân a bạch ngào. Trai chú thanh nghĩ chuyển cần khôn thiết lập trai đàn hình thế tôn. Ba cái chàng hoan lâm pháp hội xá môn bồ đao tốc khai môn. Sơn đăng chỉ trường đáo đăng quang Phật hóa di đà dũng dược sơn. Nghịch phá môn đình tam thập trượng tả ma ngoại quỷ tận quy hàng. Hiện đứng thiết minh phù đệ tử lưu ất lưu phúc đáo trai diệt ta. Anh pháp sự ngầu tiền đạo tràng lượng văn vân lai hờ tập mà. Đàn tràng di biển mênh mênh đắng chúng di giao ra. Pháp nhà cù trần ái ái nhàng hòa nhì đâu. Thank you.
thường chủ tăng già ra. Sao thế thường chủ tăng già ra? Lời minh dương tốt sơn tăng nam thơ vi ti tầm đường đạt lai thứ điện kiến đảng tràng pháp co tam thông năng bao tọa đồng thuyết vân hòa pháp nhất trường. Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam Mô Đăng Bảo Tòa Bồ Tát.